Hôm nay lưới đánh cá đầu xin giới thiệu với bà con một cái tấm lưới kéo dù. Hàng lưới kéo dù này là không có túi, có nghĩa là khi bà con bao vào là bà con có thể nhấc cả cái tấm lưới này lên. Cái chiều cao của tấm lưới này nó là cao 2m, dài 10m. Và dòng lưới này nó là dòng lưới tốt nhất. Phao đây thiết kế cho bà con là phao xốp, phao tông nổi nha bà con nhé. Phao tông nổi, hàng phao này là phao không bị sợ bị bóp méo, cong vênh, rất là tốt. Mắt lưới đây là mắt lưới 1,5 phân, mắt lưới 1,5 phân dù màu nâu đất cho bà con. Và cái dòng mắt 1,5 này bà con có thể kéo được cá có từ đầu chấm đầu ngón tay út đổ lên cho bà con. Dòng này nó là dòng thừa làm theo yêu cầu, 2 x 10 có nghĩa là cao 2, cái chiều dài tổng là 10m. Chân chì ở đây giới thiệu với bà con là chân chì đúc lỗ xuyên tâm. Hàng chì này là chống chảy xước, chống bị bong kênh, và cái dòng chày trên chân chì này giúp cho bà con kéo một cách dễ dàng và không bao sợ bị bật chân chì, và phù hợp cho bà con kéo trong những ao bể bạt nuôi tôm, hoặc là bà con có thể nuôi lươn, nuôi trạch, thu hoạch một lúc có thể rất nhiều, số lượng rất là nhiều. Và ngoài ra bà con có thể kéo ở đầm, ở hồ, ở ao, ở sông suối đều được hết. Nếu như bà con cần làm túi thì sẽ có cái dòng túi cho bà con. Nếu như không cần túi thì bà con sẽ làm một tấm lưới quét như thế này cho bà con. Đấy. Sản phẩm này thì A Đầu đang làm theo yêu cầu của quý bà con. Rất là đẹp. Tấm lưới này một thân của nó rất là đẹp và thịt lây rất là đều ở bên trong. Mà khi bà con nhìn cái tấm lưới này bà con thấy được là cái độ trùng của thịt. Đấy, nó nằm toàn bộ ở phía bên trong như thế này. Rất là đẹp nha bà con nha. Thì khi mà bà con lên một kế hoạch làm một cái sản phẩm nào đó, ví dụ như lưới kéo hoặc là lưới quét ao hồ, sông suối, thì bà con cứ lên theo cái chiều rộng của ao hoặc là chiều dài của ao, bà con cứ đưa ra là ao sẽ làm cho bà con. Về cơ bản thì tất cả những sản phẩm là làm theo yêu cầu. Đấy. Thì chân chì đây là theo yêu cầu của khách hàng, bảo là làm chân chì này để khi kéo là không sợ bị dắt chân chì. Còn ngoài ra thì có cái chân chì kẹp tay kia thì giá thành nó rẻ hơn. Còn chân chì đúc lỗ xuyên tâm này nó giá thành nó sẽ đắt, nó sẽ cao hơn so với hàng chì kẹp tay kia. Thì sản phẩm ở đây mắt lưới rất là đa dạng cho bà con. Mắt lưới từ 1 phân đổ lên đã có rồi. 1 phân, 1,5 phân, 2 phân, 2 phân rưỡi, 3 phân, 4 phân, 5 phân, 6 phân, 7 phân, 8 phân, 9 phân, 10 phân. Hầu như là đầy đủ các thể loại. Nếu như bà con cần đặt, cần làm những hàng chất lượng thì liên hệ trực tiếp với A Đầu sẽ tư vấn và cũng như là sẽ giải quyết thắc mắc, cũng như là làm cho bà con một cái tấm lưới theo đúng ý muốn, theo đúng yêu cầu của quý bà con đưa ra. Đấy. Bà con liên hệ, xin kính chào bà con ạ.